Oppo, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ một chàng trai đến từ thành phố Đà Nẵng. Chào tất cả mọi người, mình là Võ Ngọc Khánh, mình 23 tuổi và đến từ Đà Nẵng. Mình hiện đang là sinh viên, mình từng là vận động viên judo của thành phố Đà Nẵng. Và vào năm 2012 thì mình đã bị chấn thương và phải giã từ nghiệp võ. Vì thế mà mình đã quay lại được với cái ước mơ và niềm đam mê của mình từ rất là nhỏ, đó là ca hát. Rất là nhiều người gọi mình mập thì cũng chẳng làm được gì cả. Vì chính cái câu nói đó mình đã cố gắng bước đến cái chương trình này. Mục đích của mình đến với X Factor là để chứng minh cho tất cả mọi người thấy là dù mình như thế nào, mình cũng có thể thể hiện tất cả các tài năng của mình đến với tất cả mọi người. Và lên sân khấu mình sẽ cháy hết với những đam mê của mình, những nhiệt huyết mà mình đã ấp ủ bao lâu nay. Making love's just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the things I know. When I turn the tap, left home, nobody's home. Em khỏe chưa? Selfie gửi cho anh ngắm xem nào. Trời ơi, không được đâu, em đang bệnh xấu xí lắm. Camera phone F1, thiết kế chuẩn hào hoa. Camera chăm sóc sắc đẹp. Oppo Camera Phone. Quỳnh Hương nói trước thì thích Celine Dion. Thật ra một bài hát này là một bài hát khó. Tức là khi mà người ta hát một bài hát mà bình thường mà hay thì chuyện đấy là chuyện đơn giản. Nhưng nếu mà hát một bài hát khó, cho dù nó có thể nó chưa hoàn thiện lắm, nhưng mà sẽ được ghi nhận hơn, ghi nhận nhiều hơn. Và nhất là bài hát này em là một giọng nam nữa, mà em hát được như vậy. Đương nhiên nếu như chị cho là em có sự tập luyện hơn thì chị ý em sẽ thể hiện bài hát này còn hay hơn nữa rất nhiều. Nhưng mà khả năng em sẽ có. Nếu như mà hỏi là bây giờ chị trả lời với em như thế nào thì chị chưa muốn nói nhiều ở đây, mà chị muốn rằng nếu như em có cơ hội vào vòng trong thì chính khả năng của em sẽ trả lời cho mọi người biết em sẽ làm được những gì. Chị tin là khả năng của em còn làm được nhiều hơn như thế, chứ không phải chỉ như thế này đâu. Dạ. Khánh, Vũ Ngọc Khánh đã tìm thấy khả năng ca hát của mình
từ khi nào? Dạ, thì thật ra thì trước đây em là một vận động viên judo của thành phố Đà Nẵng. Và vào năm 2012 thì em không may mắn là bị lên huyết áp cao, gần như giống như là bị liệt thoáng qua một nửa người. Và sau đó em phải ngừng cái tập luyện của em lại. Và nhưng mà cũng may mắn từ đó mà em quay lại cái đam mê ca hát của mình đến bây giờ. À, tức là trước đã thích hát rồi, thế sau đó là đi học võ thì là mình bắt đầu quên mất cái chuyện hát đi. Dạ, sau nhớ bị cái tai nạn đấy thì là mới quay trở lại. Dạ. Thấy chưa? Cái cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra. Cuộc sống chị nghĩ luôn luôn là như vậy. Và chị cũng rất thích khi mà mình hát ấy, luôn luôn nuôi dưỡng một cái tư tưởng là không bao giờ nó đóng lại cả. Cánh cửa luôn luôn mở toang trước mặt chúng ta. Khánh đã thực sự là làm chủ được sân khấu, làm chủ được cái bài hát của mình trong cái phần dự thi hôm nay chưa? Dạ, em cảm thấy em rất là tự tin. Mặc dù là không biết kết quả như thế nào, nhưng mà em thật sự là em đã hát cho 4 giám khảo Nga và tất cả mọi người là em sướng rồi. Rất là mộc mạc phải không? Rất là mộc mạc. Chị nghĩ là Khánh là một người có giọng đấy, cũng là một người có hồn. Nhưng chỉ có đúng là một cái, tức là nó chưa được chuyên nghiệp thôi. Nó bị rời rạc, tức là những cái đoạn nó chưa liền mạch nhau, nó không đẩy được cái đà, nó không thúc được lên đến cái cao trào. Nhưng mà thật ra cái câu lên cao rất là good. Cái câu đấy chính là cái câu mà kéo lại được, kéo những cái vị giám khảo của mình, thu hút được họ nghe cái bài hát của mình. Thì nếu mà đánh giá em về mặt bằng trong cuộc thi này và em hát được một cái bài như vậy thì anh đồng ý. Anh thì cũng rất là ấn tượng bởi cái màu giọng hát của em, rất là có cái màu riêng, và chọn một bài hát dũng cảm, chọn một bài hát khó. Đây là bài hát của nữ nhưng mà em cover, mặc dù là sáng tác bởi Eric Cartman nhưng mà được Celine Dion đã thể hiện rất là thành công rồi, và vượt qua được cái bóng của cô ấy rất là khó. Anh nghĩ là với cái tâm hồn của em đang hiện như thế này thì em vẫn có thể tự tin và trau dồi thêm để trở thành một người ca sĩ chuyên nghiệp. Anh đồng ý. Dạ, đúng rồi. Chị đã nói từ đầu rồi, chị tin là khi em được tập luyện em sẽ làm tốt hơn như thế này nữa. Cho nên chị sẽ chờ đợi cái sự tốt hơn của em phòng sau, để chị muốn rằng là cái cảm nhận của chị về em là đúng. Cho nên chị đồng ý. Cảm ơn chị, em hứa chị. Chị nghĩ rằng là ở cái phần tiếp theo, nếu tiếp tục được cái sự đồng ý, mình không cần thiết là phải chọn những cái bài khó để thể hiện. Em phải chọn những cái bài hát nó là tâm hồn của mình, nó là cái cốt cách của mình. Thì lúc đấy em sẽ thực sự bay bổng và em làm chủ được sân khấu và làm chủ được bài hát của mình. Chị đồng ý. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị. Chúc mừng Ngọc Khánh đã được đi tiếp vào vòng trong. Hy vọng ở những vòng sau, Ngọc Khánh sẽ hoàn thiện mình hơn với những góp ý và gửi gắm mà ban giám khảo dành cho mình.